Hi, xin chào anh em. Nhiều anh em thì muốn coi một cái ghế Baber No 2 ngoài đời thực, thì hôm nay mình rảnh cho nên là mình làm một cái video để cho anh em xem những cái loại ghế cắt tóc cửa hàng mình hiện đang bán. Và đây là một cái số cái mẫu ghế cắt tóc cửa hàng mình đang bán. Và đây chính là một cái ghế cắt tóc Baber No 2, nền đen, viền màu cam. Và chiếc ghế cắt tóc Baber No 2 này thì bên mình có 3 loại. Thứ nhất là nền đen, viền cam. Thứ hai là ghế Baber No 2, nền đen, viền đỏ. Thứ ba là ghế Baber No 2, nền đen, viền trắng. Và ngoài ra thì có một cái số mẫu ghế. Đây chính là ghế Baber Chair BX003. Chiếc ghế này thì được bọc rất là cẩn thận để chuẩn bị giao cho khách. Và một chiếc ghế BX003 này thì có mức giá là 4.950.000. Và đây chính là một số cái mẫu ghế mang cái phong cách châu Âu. Đây là ghế cắt tóc Baber Chair BX001. Và đây chính là chiếc ghế cắt tóc cao cấp Baber Vincere BX010. Chiếc ghế này thì giá rất là cao và phù hợp với những anh em nào có điều kiện những salon cao cấp. Và đây đó, anh em có thể thấy nơi trưng bày ghế. Và đây anh em muốn bài chính là Baber 02. Thì như anh em lướt sơ qua thì có thể thấy giống y hệt như chiếc Baber 01, nhưng chiếc ghế cắt tóc Baber 02 này của chúng ta thì được cắt đi một số cái chi tiết không cần thiết. Và ví dụ như là cái nơi để gạt can thuốc, và phía đằng sau này thì được cắt đi là ổ cắm điện. Tại vì một số khách hàng khi ngồi lên chiếc ghế cắt tóc No 1 thì có trường hợp là bị giật điện, cho nên là bên mình đã cắt đi một số chi tiết không cần thiết như vậy. Và ghế cắt tóc Baber No 2 thì giá cũng mềm hơn so với ghế cắt tóc No 1. Và những anh em nào muốn xem ghế trực tiếp, muốn test ghế thì có thể đến địa chỉ là 60 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình. Thì ngoài ra anh em muốn đặt hàng những chiếc ghế này thì có thể điện thoại trực tiếp cho bên mình với số hotline 0948484827. Đó, anh em có thể thấy những mẫu ghế rất là đẹp, được bọc và gói cẩn thận. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.